Giò hiện có trên 220 hectare trồng ấu, tập trung nhiều ở các xã Long Hưng B và Vĩnh Thạnh. Bà con nơi đây chuộng ấu Đài Loan vì giống này có đặc điểm trái to, vỏ mỏng, năng suất cao. Mặt khác, đây cũng là loại cây dễ trồng, dễ chăm sóc, không sợ mưa, không sợ lũ và không tốn nhiều chi phí. Thông thường, cứ ruộng này mới trồng thì ruộng kia bắt đầu thu hoạch. Nhờ canh tác so le, ấu không bị thừa hàng dội chợ và nông dân hái ấu thuê cũng có việc làm ổn định quanh năm. Một biệt đội thu hoạch ấu thuê thì thường có tầm khoảng 10 người như thế này. Các anh chị bắt đầu làm việc từ 5-6 giờ sáng, kéo dài cho đến 1-2 giờ chiều. Đầu thì đội nắng, chân thì lạnh cống, nhưng mà đôi tay thì lúc nào cũng thoang thoát. Chị Ly chỉ cho em cách phân biệt ấu non với ấu già đi chị Ly. Cái già nó vậy. À, ừ, nó sẫm hơn. Màu sẫm ha. Đỏ như là chưa đỏ hái là được non, đúng không? Ừ, để được sau mình hái. Dạ. Trong 3 vụ ấu trong năm vậy thì một vụ thì mình sẽ thu hoạch được bao nhiêu lần hả chị? Ấu chúng mình hái được 4 lần tới 5 lần. À, trời mưa cũng hái luôn. Cái mưa nhỏ thì hái, còn lớn lớn quá trời gầm trời ơi chạy bán mạng á. Em thấy mấy chị là khom lưng à, từ sáng tới chiều vậy mình có bị đau lưng không ạ? Đau thì đau chứ, nhưng mà điều nghĩ tới mình mặn chiều có tiền là ai cũng mừng, ai cũng gán chân. Có tiền là khỏe liền. Ừ, có tiền là khỏe. Dạ, thưa quý khán giả, một ngày thì các anh chị ở đây mỗi một người có tiền công là 120.000 đồng. Nhưng mà trong số này cũng có những người không hề được nhận tiền công. Đó chính là những anh chị làm chủ ruộng ấu, họ làm dần công cho nhau. Và chúng tôi gọi đây là cái tình trên đồng nước. À, những mớ ấu này thì sau khi thu hoạch thì sẽ được mang vào phía bên trong kia. Thương lái sẽ đến là thu mua tại ruộng. Lợi nhuận từ trồng ấu hiện nay thì có thể cao từ gấp 2 đến 3 lần so với trồng lúa. Người ta ngoài là người ta đang hái, mình chở về lần lần. Một ký ấu này bây giờ là bao nhiêu hả chị? Một ký ấu hiện tại bây giờ là chị mua trong ruộng của bà con là 7.000. À, rồi mình bán lại mình lời bao nhiêu? À, một ký thì bình quân chị lời được 1.000. Dạ, mà 1.000 một ký, 5 ký thì 100.000. Một tấn là mình làm 1 triệu. Nhà lời vài triệu. Hai. Chị Thương ơi, em nghe nói luộc ấu mà muốn ngon là cũng phải có bí quyết phải không chị? Dạ đúng rồi chị, này là mình phải lựa ấu thật là già, với mới nữa. Và đựng nước và đựng muối vừa đủ là ấu mình mới ngon. À, muối nước phải cần đói. Dạ đúng rồi. Nếu có dịp thì xin mời quý khán giả cùng về đây, cùng trải nghiệm trên con đường ấu dài hàng cây số dọc quốc lộ 80 đến để nghe bà con nói câu chuyện về tham gia tổ hợp tác sản xuất để trồng ấu sạch, về việc liên kết để tìm đầu ra cho nông sản. Hy vọng rằng vị ngọt của trái ấu Lấp Giò sẽ mang đến những mùa vui cho bà con xứ này.